Các em học sinh thân mến, cô tên là Nguyễn Tôn Hiểu Thảo, hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng với các em qua tiết Việt Việt của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 8 Giờ, đờ, đờ. Để giúp các em học tốt và nắm được kiến thức của bài, các em cần lưu ý. Chuẩn bị sách tiếng Việt tập 1, vở tập viết tập 1. Bút chì, vậy. Bạn con, phấn, khăn lau bàn. Bạn nào có bộ đồ dùng thì các em chuẩn bị để ghép bảng nhé. Ngồi học ngay ngắn, nơi học cần có đủ ánh sáng. Tập trung nghe giảng và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. Các em đã sẵn sàng chưa? Cô trò ta cùng nhau bắt đầu vào bài học nào. Để đi vào bài học, cô sẽ cho các em lắng nghe một bài đồng dao. Các em hãy lắng nghe và thử đoán xem các bạn đang chơi trò chơi gì nhé. Vậy các em có biết các bạn đang chơi trò chơi gì không? À, các bạn đang chơi trò chơi dung dăng dung dạ đấy, các em ạ. Tiếp theo, các em hãy nhìn lên màn hình, quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ các bạn đang chơi dung dăng dung dạ. Dưới gốc đa có ánh trăng tỏa sáng. Tương ứng với bức tranh, cô có câu ứng dụng. Các em hãy lắng nghe cô đọc. Dưới gốc đa, các bạn chơi dung dăng, dung dẻ. Cô mời các em đọc lại với cô. Dưới gốc đa, các bạn chơi dung dăng, dung dẻ. Đọc lại nào. Dưới gốc đa, các bạn chơi dung dăng, dung dẻ. Các em chú ý trong câu trên. Tiếng dưới có âm giờ. Tiếng dung có âm giờ, tiếng dăng có âm giờ, tiếng dạ có âm giờ và tiếng đa có âm đờ. Âm giờ và âm đờ là hai âm mà hôm nay cô trò ta cùng nhau tìm hiểu qua bài 8. Giờ, giờ, đờ, đờ. Cô xin giới thiệu với các em, đây là chữ giờ in hoa. Đây là chữ giờ in thường. Đây là chữ đờ in hoa. Đây là chữ đờ in thường. Cô mời các em hãy nhắc lại. Cùng nhắc lại với cô nào. Chữ giờ in hoa, chữ giờ in thường, chữ đờ in hoa, chữ đờ in thường. Và chúng mình đọc lá giờ, giờ, đờ, đờ. Cô mời các em đọc lại. Bây giờ, cô trò ta sẽ sang phần luyện đọc nhé. Đầu tiên, cô có âm giờ. Các em lắng nghe cô phát âm. Giờ, giờ, giờ. Cô mời các em phát âm lại. Cùng phát âm với cô nào. Giờ. Có âm giờ, muốn có tiếng dạ thì ta thêm âm gì và thanh gì? À, có âm giờ, muốn có tiếng dạ thì ta thêm âm e ở phía sau âm giờ và thanh hỏi đặt trên đầu âm e. Cô mời các em ghép tiếng dạ vào bảng cài. Cô có tiếng dạ. Các em hãy phân tích tiếng dạ. À, tiếng dạ có âm giờ đứng trước, âm e đứng sau. Các em hãy dựa vào mô hình đánh vần rồi đọc trớn tiếng dạ. Cùng đánh vần và đọc trớn với cô nào. Giờ, e, dạ, hỏi, dạ, dạ. Cô mời các em đánh vần rồi đọc trớn lại. Tiếp theo, cô có âm đờ. Các em hãy lắng nghe cô phát âm. đờ, đờ. Cô mời các em phát âm lại. Cùng phát âm với cô nào. Đờ. Có âm đờ, cô thêm âm a ở phía sau âm đờ thì ta được tiếng gì? À, có âm đờ, ta thêm âm a ở phía sau âm đờ thì ta được tiếng đa. Cô mời các em ghép tiếng đa vào bảng cài. Các em hãy so sánh tiếng đa trên bảng với tiếng đa của các em. Tiếp theo, các em hãy phân tích tiếng đa. Không quá khó đúng không nào? Tiếng đa có âm đờ đứng trước, âm a đứng sau. Các em hãy đánh vần rồi đọc trơn tiếng đa. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô nào. Đờ, a, đa, đa. Cô mời các em đánh vần rồi đọc trơn lại. Bây giờ cô trò ta cùng nhau đọc lại cả bài nhé. Giờ, giờ, e, ye, hỏi, dẹ, dẹ. Đờ, đờ, a, đa, đa. Chúng ta tiếp tục luyện đọc tiếng nào. Cô có 3 tiếng ở trên màn hình. Các em hãy đọc 3 tiếng này cho cô. Bạn nào chưa đọc được thì có thể đánh vần rồi đọc trớn nhé. Cùng đọc với cô nào. Giờ a da da. Giờ e da hỏi dạ dạ. Giờ e dê sắc dễ dễ. Bây giờ cô đố các em 3 tiếng này đều có âm gì giống nhau? À, 3 tiếng này đều có âm giờ đứng trước. Chúng ta tiếp tục sang 3 tiếng tiếp theo. Các em hãy quan sát 3 tiếng này và cho cô biết 3 tiếng này đều có âm gì giống nhau. À, 3 tiếng này đều có âm đờ đứng trước. Cô mời các em đọc lại 3 tiếng này. Cùng đọc với cô nào. Đờ a đa sắc đá đá. Đờ o đo huyền đò đò. Đờ ô đô hỏi độ độ. Cô mời các em đọc lại cả 6 tiếng ở trên bảng. Cùng đọc với cô nào. Da dẹ dễ. Đá đò độ. Bây giờ cô trò ta cùng nhau đọc lại cả bài nhé. Giờ, giờ, e, dê, hỏi, dẹ, dẹ. Đờ, đờ, a, đa, đa. Da, dẹ, dễ. Đá, đò, độ. Bây giờ ngoài những tiếng này, các em hãy tìm cho cô các tiếng có âm giờ. Cô cũng đã tìm được một số tiếng có âm giờ. Các em cùng đọc với cô. Dạ, yeah, yeah. Tiếp tục, các em hãy tìm cho cô một số tiếng ngoài bài có âm đơ. Cô cũng đã tìm được một số tiếng có âm đơ. Cùng đọc với cô nào. Đồ, đỏ, đố. Chúng ta vừa luyện đọc tiếng xong, bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần luyện đọc từ ngữ nhé. Ở phần luyện đọc từ ngữ, cô có 3 bức hình tương ứng với 3 từ ứng dụng. Chúng ta đi vào bức hình đầu tiên. Các em hãy quan sát và cho cô biết đây là con gì? À, đây là con dế và 2 con dế này đang đá nhau đấy các em ạ. À, cô có từ ứng dụng đầu tiên. Các em hãy đọc cho cô. Cùng đọc với cô nào. Đá, dế. Chúng ta sang bức hình thứ 2. Các em hãy quan sát và cho cô biết đây là con gì? À, đây là con chim đa đa và cô có từ ứng dụng thứ 2. Các em hãy đọc từ ứng dụng ở trên màn hình. Cùng đọc với cô nào. Đa, đa. Và cô có bức hình cuối cùng. Các em hãy quan sát và cho cô biết đây là cái gì? À, đây là cái dù hay còn gọi là cái ô để che nắng, che mưa. Và cô có từ ứng dụng cuối cùng. Các em hãy đọc từ này cho cô. Cùng đọc với cô nào. Ô đỏ. Tiếp theo, cô mời các em đọc lại các ba từ ở trên bảng. Chúng ta cùng đọc nào. Đá, dễ, đa, đa, ô, đỏ. Bây giờ cô trò ta cùng nhau đọc lại cả bài nhé. Giờ, giờ, e, dê, hỏi, dè, dè. Đờ, đờ, a, đa, đa. Da, dè, dễ. Đá, đò, đổ. Đá, dễ. Đa, đa, ô, đỏ. Chúng ta vừa luyện đọc xong. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện viết bảng con nhé. Các em hãy lấy bảng và phấn ra nào. Ở phần luyện viết bảng, cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ giờ viết thường cỡ vừa và con chữ đờ viết thường cỡ vừa. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ giờ. Các em quan sát lên màn hình và cho cô biết độ cao của con chữ giờ là bao nhiêu ly, bao nhiêu đường kẻ ngang? À, độ cao của con chữ giờ là 4 ly. 5 đường kẻ ngang. Độ rộng của con chữ giờ là bao nhiêu ô ly? Độ rộng của con chữ giờ là 2,5 ô ly. Vậy con chữ giờ được viết bởi bao nhiêu nét? Con chữ giờ được viết bởi 2 nét. Nét thứ nhất là nét cong kín. Nét thứ hai là nét móc ngược phải. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ giờ vào bảng con nhé. Điểm đặc vụ của con chữ giờ nằm dưới đường kẻ 3. Các em viết một nét cong kín. Cao 2 ly, rộng 1,5 ô ly. Từ điểm cuối của nét cong kín, lia bút đến đường kẻ 5. Viết nét móc ngược phải, sát với nét cong kín. Điểm dừng bút nằm ở đường kẻ 2. Ta có con chữ giờ. Cô mời các em viết con chữ giờ vào bảng con. Các em viết xong, có thể nhờ bố mẹ kiểm tra nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ đờ. Các em hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết con chữ đờ có độ cao bao nhiêu ly, bao nhiêu đường kẻ ngang? À, con chữ đờ có độ cao giống con chữ giờ là 4 ly, 5 đường kẻ ngang. Độ rộng của con chữ đờ là bao nhiêu ô ly? À, độ rộng của con chữ đờ là 2,5 ô ly. Vậy cô đố các em, con chữ đờ được viết bởi bao nhiêu nét? À, con chữ đờ được viết bởi 3 nét. Nét thứ nhất là nét cong kín. Nét thứ hai là nét móc ngược phải. Và nét thứ ba là nét gạch ngang. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết con chữ đờ vào bảng con nhé. Điểm đặt bút của con chữ đờ hoàn toàn giống với điểm đặt bút của con chữ giờ là dưới đường kẻ 3. Các em viết một nét cong kín cao 2 ly, rộng 1,5 ô ly. Từ điểm cuối của nét cong kín lia bút đến đường kẻ 5, viết nét móc ngược phải. Đến ngang đường kẻ 2 thì dừng lại. Lia bút đến đường kẻ 4, viết nét gạch ngang ngắn trùng với đường kẻ 4, ta có con chữ đờ. Cô mời các em viết con chữ đờ vào bảng con. Chúng ta vừa luyện đọc và luyện viết bảng xong. Bây giờ cô sẽ cho các em thư giãn một chút nhé. Các em đã thấy thoải mái hơn chưa? Cô trò ta tiếp tục vào bài học nào. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tô và viết. Ở phần tô và viết, cô sẽ hướng dẫn các em tô con chữ giờ, tô con chữ đờ, viết con chữ giờ, viết con chữ đờ và viết từ đá dế. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn các em viết vở. Cô mời các em mở vở bài 8 trang 10. Bài ngày hôm nay, các em sẽ tô một dòng chữ giờ, viết một dòng chữ giờ, tô một dòng chữ đờ, viết một dòng chữ đờ và viết hai dòng từ đá dế. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tô con chữ giờ. Để tô con chữ giờ, điểm đặt bút nằm dưới đường kẻ 3. Và điểm dừng bút nằm ở đường kẻ thứ 2. Cô mời các em tô một dòng chữ giờ và viết một dòng chữ giờ vào vở. Bạn nào viết chưa xong thì có thể để lại viết vào cuối buổi học nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em tô con chữ đờ. Điểm đặt bút của con chữ đờ cũng nằm dưới đường kẻ 3. Các em tô con chữ đờ. Tô nét móc ngược phải đến đường kẻ thứ 2 thì dừng lại. Lia bút, viết nét gạch ngang ngắn. Cô mời các em tiếp tục tô một dòng chữ đờ và viết một dòng chữ đờ vào vở. Cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn các em viết từ đá dế. Từ đá dế gồm có hai chữ, chữ đá và chữ dế. Đầu tiên, viết chữ đá, con chữ đờ. Điểm đặt bút nằm dưới đường kẻ 3, viết con chữ đờ. Cao 4 ly, rộng 2 ô ly rưỡi. Viết xong con chữ đờ, lia bút, tiếp tục viết con chữ A, sao cho lưng con chữ A chạm vào điểm cuối nét móc ngược phải của con chữ đờ. Viết con chữ A đến đường kẻ ngang thứ 2 thì dừng lại, lia bút, viết dấu sắc, ta có chữ đá trên đầu con chữ A. Tiếp theo tiếng dế, con chữ giờ, điểm đặt bút nằm dưới đường kẻ 3. Ta viết con chữ giờ. Từ điểm cuối của con chữ giờ liền nét với con chữ E. Để ngang điểm giữa đường kẻ thứ nhất và đường kẻ thứ hai thì dừng lại, lia bút viết nét mũ. Viết dấu sắc trên đầu con chữ E. Ta có từ đá dế, các em chú ý khoảng cách giữa chữ đá và chữ dế bằng một con chữ O. Mời các em tiếp tục viết hai dòng chữ đá dế vào vở. Các em vừa luyện viết vở xong, bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần luyện đọc câu nhé. Các em hãy quan sát lên màn hình. Quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ một bạn nhỏ rất là đáng yêu. Trên vai mang một chiếc cặp sách, trên tay cầm một chiếc ô màu đỏ. Vậy các em có đoán được bạn đang đi đâu không? À, có thể là bạn đang đi đến trường đấy. Tương ứng với bức tranh này, cô có câu ứng dụng. Các em hãy đọc câu trên bảng. Cùng đọc với cô nào. Bé có ô đỏ. Bé có ô đỏ. Vậy trong câu bé có ô đỏ, tiếng nào có âm đơ? À, trong câu bé có ô đỏ, tiếng đỏ có âm đờ. Các em hãy phân tích tiếng đỏ. À, tiếng đỏ có âm đờ đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu âm o. Chúng ta vừa luyện đọc câu xong, bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần luyện nói nhé. Chủ đề luyện nói của chúng ta ngày hôm nay là chào hỏi. Cô có hai bức tranh tương ứng với hai tình huống. Các em hãy quan sát từng tình huống. Tình huống thứ nhất. Chào chú đi con. Cháu chào chú ạ. Chào hai bố con nhé. Vậy trong tình huống này có những ai? À, trong tình huống này có bạn Hà, bố bạn Hà và một vị khách đến chơi nhà. Vậy khi có khách đến chơi nhà, Hà đã nói với khách thế nào? À, khi có khách đến chơi nhà, Hà đã khoanh tay lễ phép chào khách. Cháu chào chú ạ. Chúng ta sang tình huống thứ hai. Cả nhà đến rồi đấy ạ. Cháu chào chú Tư ạ. Chú chào Nam, dạo này Nam lớn quá đấy. Vậy trong tình huống này có những ai? À, trong tình huống này có bạn Nam, bố bạn Nam, mẹ bạn Nam và chú Tư. Vậy khi Nam được bố mẹ đưa đến nhà chú Tư chơi, Nam đã nói với chú thế nào? À, khi Nam được bố mẹ đưa đến nhà chú Tư chơi, Nam đã khoanh tay lễ phép chào chú. Cháu chào chú Tư ạ. Hai tình huống này tuy là khác nhau nhưng đều hướng đến rèn cho các em kỹ năng biết chào hỏi. Các em sẽ chào hỏi khi có khách đến chơi nhà và chào hỏi chủ nhà khi đến nhà người khác. Phần này ở nhà, các em sẽ luyện tập đóng vai khách và chủ nhà cùng với ông bà, bố mẹ và những người thân của mình để luyện tập nói lời chào hỏi nhé. Cô mong rằng tất cả các em đều vận dụng được lời chào hỏi này vào cuộc sống. Các em có làm được không nào? Cô tin chắc chắn rằng tất cả các em đều làm được. Hôm nay chúng ta học âm gì? À, hôm nay chúng ta học âm giờ, âm đờ, đọc tiếng, từ ngữ, câu có tiếng chứa âm giờ, âm đờ, luyện viết bảng, viết vở, luyện nói lời chào hỏi rồi đấy. Các em ở nhà nhớ đọc lại bài trong sách tiếng Việt và hoàn thành vở tập viết nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng các em đã nắm được bài. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt. Tạm biệt các em.